À, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình học online ở môn lịch sử khối lớp 6. Thì ở tiết trước chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tình hình của các quốc gia cổ đại ở phương Đông. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các quốc gia cổ đại ở phương Tây để xem các quốc gia cổ đại ở phương Tây họ hình thành sớm hay là muộn so với các quốc gia cổ đại ở phương Đông. Nền kinh tế chính của họ là gì? Trong xã hội có những giai cấp nào? Chế độ xã hội ra sao? Mà quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 6. Đó là xin lỗi bài số 5, đó chính là các quốc gia cổ đại phương Tây. Thì nội dung kiến thức cơ bản thì hôm nay thì nó gồm có cái hai cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Tây. Nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ tìm hiểu về xã hội Hy Lạp Roma cổ đại gồm những cái giai cấp nào và tổ chức nhà nước họ ra sao. Thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây. Nói về cái thời gian hình thành. Thì thời gian xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây đó là đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Như vậy là so với các quốc gia cổ đại phương Đông thì các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành muộn hơn khoảng là 3 cho đến 2 thiên niên kỷ. Còn về cái vị trí khu vực mà ra đời của các quốc gia cổ đại phương Tây thì chúng ta nhìn trên lược đồ đây, cái phần màu gạch đỏ ấy. Đây phóng to lên thì chúng ta nhìn thấy là cái có hai cái quốc gia đó là Roma và Hy Lạp ở cái phần tô màu đỏ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái các quốc gia cổ đại phương Tây này hình thành đó là trên cái bán đảo Băng Căng và Italia. Đấy, đã hình thành nên hai cái quốc gia đó là Hy Lạp và Roma. Thì chúng ta nhìn vào cái địa hình ở Athens Hy Lạp thì chúng ta thấy rằng đây là một cái khu vực là rất ít cái đồng bằng. Chủ yếu là những cái đất đồi khô và cứng, cho nên thì nó sẽ có những cái khó khăn, đó là đất trồng lúa ít khô cứng, chỉ thích hợp với những loại cây lưu niên như là nho, cam, chanh, đặc biệt là cây ô liu. Đấy, ở phương Tây họ trồng rất nhiều những cây ô liu. Nhưng mà họ lại có một cái thuận lợi, đó là ở phương Tây thì lại có nhiều cái hải cảng, cho nên là giao thông trên biển đi lại rất là dễ dàng, cho nên họ phát triển nghề cá và nghề hàng hải là rất sớm. Đó là những cái khó khăn và thuận lợi của các quốc gia cổ đại ở phương Tây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần số 2, đó là xã hội cổ đại ở Hy Lạp và Roma. Thì chúng thấy rằng mà do những cái điều kiện tự nhiên có những cái thuận lợi và khó khăn. Đấy, họ không có thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Đấy, họ chỉ trồng trọt từ những cái loại cây lâu năm thôi, cho nên thấy nền kinh tế chính của họ đó thì chúng ta nhìn đây thấy đây là những cái bình gốm cổ của Hy Lạp, hay là những cái xưởng chế biến dầu ô liu ở Nam Italia, đây là những cái đồng tiền của Roma và đồng tiền của Hy Lạp cổ đại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nền kinh tế chính của họ đó chính là thủ công nghiệp và thương nghiệp. Thì ngoài ra thì họ còn trồng những cái loại cây như là nho, ô liu, cam, chanh. Đó là nền kinh tế. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cái nội dung thứ hai của phần 2 này, đó là chính là các tầng lớp trong xã hội. Về các tầng lớp trong xã hội thì thấy rằng trong xã hội thì họ có hai cái tầng lớp chính. Thấy cái tầng lớp đầu tiên đó chính là cái chủ nô. Thì giai cấp chủ nô thì họ gồm có là chủ xưởng thủ công, chủ các thuyền buôn, chủ các trang trại. Những người này họ rất giàu có và họ có cái thế lực về chính trị, và đặc biệt nhất là họ sở hữu rất nhiều những cái nô lệ. Như vậy thì cái giai cấp thứ hai đó chính là giai cấp nô lệ. Thì chúng thấy là giai cấp nô lệ thì nó chiếm số lượng rất đông trong xã hội. Đây là cái lực lượng lao động chính trong xã hội. Họ bị chủ nô bóc lột và đối xử rất là tàn bạo. Em thấy nhìn trong hình đó là họ bị đánh đập, bị sát hại. Đấy. Họ bị bóc lột. Thì thấy là xã hội này thì giai cấp chủ nô thì họ thống trị và bóc lột giai cấp nô lệ. Thì người ta gọi cái xã hội đó chính là cái xã hội chiếm hữu nô lệ.
là một cái xã hội có hai cái giai cấp chính, đó là chủ nô và nô lệ. Trong đó giai cấp chủ nô thống trị và bóc lột giai cấp nô lệ. Em thấy rằng là cái giai cấp nô lệ bị chủ nô bóc lột hết sức là thảm tệ. Đấy. Hầu như là những người chủ nô này họ xem những người nô lệ là công cụ lao động biết nói. Những người nô lệ phải làm cho chủ nô. Họ không có quyền gì cả. Ngay cả quyền sống cũng không còn. Những người chủ nô họ có quyền to quyền quyết định, họ xem những người nô lệ giống như những con vật lao động để làm ra của cải nuôi sống họ. Cho nên họ gọi nô lệ là công cụ lao động biết nói. Chính vì cái sự bất công đó, cho nên nô lệ rất thường xuyên họ đấu tranh để mà giải phóng cho mình. Thì trong đó có một cái cuộc khởi nghĩa rất lớn, đó chính là cuộc khởi nghĩa của Bastakut. Thì em thấy là thời cổ đại thì giới quý tộc La Mã thì rất thích xem là đấu võ. Đấy, các võ sĩ thì thi đấu thì được phép lựa chọn vũ khí và phải giết chết đối thủ mới được xem là người chiến thắng. Nhiều khi họ còn cho là phải đấu với là hổ nữa. Còn sống sót thì là chiến thắng. Đấy, còn lại thì thua thì phải là bỏ mạng. Thì trước cái tình cảnh này thì một tù binh tên là Bastakus đã phản kháng bằng cách là kêu gọi các nô lệ đứng lên khởi nghĩa vào năm 73 trước công nguyên. Thì Bastakus này là người xứ Tarasơn ở phía đông bán đảo Băng Căng. Khi quân La Mã xâm lược thì Bastakus đã bị bắt làm tù binh, giải về Roma bán cho các lò võ để làm đấu sĩ. Tận mắt nhìn thấy bạn tù và những người nô lệ lần lượt bị giết bằng những cái trò là võ sĩ giác đấu hết sức là man rợ, Bastakus đã cùng với các bạn tù lập kế hoạch khởi nghĩa. Tuy nhiên vụ việc đã bị bại lộ và Bastakus phải hành động ngay. Trên 70 võ sĩ nô lệ đã tổ chức cướp vũ khí rồi chạy đến cái ngọn núi lửa ở Vesuv gây dựng căn cứ. Thì cuộc khởi nghĩa Bastakus chính thức bắt đầu. Và khi hay tin mà Bastakus dựng cờ khởi nghĩa thì nô lệ ở khắp nơi đó là vùng lên thoát cảnh gông cùm và tìm đến khu vực mà nghĩa quân. Đầu năm 72 trước công nguyên thì viện nguyên lão La Mã đã đưa ra 3.000 quân bao vây ngọn núi, triệt tiêu các nguồn tiếp tế nhằm cô lập và làm cho nghĩa quân thiếu lương thực, nhanh chóng dẫn tới sự tan rã. Lợi dụng đêm tối thì Bastakus đã cho binh lính lẻn xuống núi rồi bất ngờ tập kích quân La Mã, khiến chúng không kịp trở tay. Chiến thắng này đã làm cho dòng người đổ về dưới cờ của Bastakus ngày càng đông. Trước tình đó thì huyện Nguyên Lão đã ban hành lệnh thiết quân lực toàn La Mã và điều thêm binh lính đi đánh. Thế nhưng đội quân này thì cũng bị nghĩa quân của Bastakus đánh bại và bắt bộ chỉ huy làm tù binh. Sau chiến thắng này thì Bastakus là muốn đưa quân là vượt vẫy núi Anber để thoát sự kìm kẹp của đế quốc La Mã. Thế nhưng cái cuộc hành quân này đã bị thay đổi và buộc phải di chuyển về phía Nam. Thì nói chung cũng có một người tướng lĩnh trong quân đội Bastakus này đổi ý. Dẫn quân đi làm cho quân của Bastakus bị giảm số lượng xuống. Đấy. Thì lúc này thì viện nguyên lão điều động quân từ Bắc Phi, Tiểu Á, rồi Tây Ban Nha về chấn áp. Quân của Bastakus bị tấn công trên cả ba mặt nên là chống trả hết sức khó khăn. Đến năm 71 trước công nguyên thì Bastakus đã dốc toàn lực để tổ chức đánh một trận sóng mái với quân của viện nguyên lão. Thì kết quả là quân La Mã là vừa đông lại thiện chiến nên đã có trên là 6 vạn nghĩa quân bị giết chết tại trận. Thì trong đó có cả Bastakus. Rồi 6 người khác thì bị bắt sống. Viện Nguyên Lão đã ra lệnh là đóng đinh toàn bộ tù binh lên thập giá dọc cái tuyến đường về thành Roma. Cuộc khởi nghĩa Bastakus đã bị dập tắt. Tuy cuộc khởi nghĩa này bị dập tắt nhưng mà lịch sử đã đánh giá cuộc chiến này đó là một cái cuộc khởi nghĩa oanh liệt, là thể hiện tinh thần thượng võ, khát khao tự do, chống áp bức bóc lột của người nô lệ thời cổ đại. Cuộc chiến tuy thất bại nhưng đã để lại cho hậu thế là nhiều cái bài học vô cùng giá trị. Scott Mac đã đánh giá Bastakus là một nhà quân sự vĩ đại, cốt cách cực kỳ cao thượng, một người đại biểu chân chính của giai cấp vô sản cổ đại. Đấy. Thì đó là chúng ta nói về các tầng lớp trong xã hội. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tổ chức nhà nước. Chúng thấy đây. Thì về tổ chức nhà nước thì thấy rõ ràng là giai cấp thống trị đó chính là chủ nô, họ nắm mọi quyền hành kinh tế chính trị. Rồi nhà nước này thì lúc này họ chưa có nhà vua, là nhà nước thì họ là do cái giai cấp chủ nô bầu ra, họ làm việc theo thời hạn, có nghĩa là mỗi một cái họ bầu ra một cái hội đồng. Gọi là viện nguyên lão hoặc là hội đồng 500, thì họ trong những người chủ nô đó thì họ sẽ
chọn ra số người đứng đầu bầu vào cái hội đồng đó. Cái hội đồng đó nó sẽ quản lý công việc của nhà nước và họ làm việc có thời hạn, thì giống như bây giờ nói bầu cử đó. Thì cái này thì nhiều người họ nhìn vô thì họ nói đó là một nhà nước dân chủ, nhưng thật sự đây là một nhà nước dân chủ giả tạo. Bởi vì cái nhà nước này nó chỉ là một cái nhà nước thể hiện sự dân chủ đối với những cái người chủ nô thôi, chiếm cái số lượng rất nhỏ trong xã hội, còn cái tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội chính là nô lệ thì lại không có quyền hành gì cả. Cho nên cái chế độ dân chủ này, cái chế độ dân chủ giả hiệu chứ không phải là sự dân chủ chân chính. Thì cái nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì tóm lại thì xã hội cổ đại phương Tây thì có hai quốc gia, đó là Hy Lạp và Roma, hình thành ở thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Còn về xã hội của họ thì đó chính là cái xã hội chiếm hữu nô lệ dựa trên cái sự thống trị bóc lột của giai cấp chủ nô đối với giai cấp nô lệ. Còn hai câu hỏi cuối bài thì chúng ta đã trả lời luôn rồi trong này. Cái câu thứ nhất thì chúng ta trả lời vào cái phần số 1. Còn cái câu thứ hai thì xã hội chiếm hữu nô lệ là gì thì chúng ta cũng nhìn vào cái hình thì chúng ta có thể đã trả lời được. Thì bài học đây là kết thúc. Xin trân trọng kính chào các em. Cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại ở cái bài số 6 tiếp theo nhé. Xin trân trọng kính chào.